sợ chim ngoài à? Thấy lúc rồi đang giờ cứ nhớ gì mới đây mà chim nó cho trong lòng được mới bữa nào tôi đâu nói nó còn đuôi trong lòng đuôi mới đây mà khá mấy là mới ăn gì mới ăn hai bữa đây có tôi ăn mà ăn cái xay nào mà canh bổi đó. Mình quay. Tao quay đâu mà quay gì. Bổ nó bạn lên cái bổ nó đi quay. Tao phải quay chim của tao chứ mày. Chứ mày quay em nhìn chim cọp rồi quay. Áo phải vậy mà Phương ráng mày. Phương đó đâu nữa mà nó Cái hết đi. Đổ mẹ nuôi ăn cái chuồng suốt ngày. Cám thì cám mua một phút mà. Đúng rồi, con có nuôi là thằng đà nè. Phúc chơi với anh Trường nè. Mà lấy gì mà khánh này cũng được, không khánh đó. Sao em cho anh nhiều khánh ra thiệt, thằng nó nóng quá. Nóng rồi. Cứng quá. Cứng quá. Mấy lúc rồi. Mấy lúc rồi. Mấy lúc rồi. Sao lại càng quan tâm càng nuôi. Ngày cái năm con cào cào thôi. Con lồng trong kế bên con mái nha lên đây. Cứ người đi vô lại chơi. Nghe lắm.